Sắp tới sẽ trở lại với ballad không hay là sẽ tiếp tục nhảy nhót? Không, thật ra là cái đam mê của em là chính là nhảy nhót, nhưng mà em nghĩ là năm nay thì nói chung là năm nào em cũng đề ra một cái là em phải có một bài hit trong năm đấy, nên là chắc chắn là em sẽ dành cái bài hit đấy là bài ballad của mình. Còn bên cạnh đó thì em sẽ thỏa cái sự đam mê, cái sự yêu thích của mình với nhảy bằng những bài pop dance cho quý vị khán giả. Thế còn Phúc thì sao? Dự án sắp tới của em có gì mới không? Năm nay sẽ là một năm mà em nghĩ rằng là sẽ là một năm khá là đặc biệt của em. Tại vì em và ekip của mình đã ấp ủ khá là nhiều những cái dự án mà lớn. Thì cũng hy vọng là tất cả mọi thứ sẽ thực hiện được đúng như là mình và ekip của mình mong muốn. Tụi em là những cái người trẻ rất là thành công và năm nào hầu như cũng có những bài hit cho mình. Cho anh hỏi, cái bí quyết mà lớn nhất với mỗi một tụi em là gì? Em nghĩ chắc chắn là mỗi khi mà Đức Phúc và ekip của mình ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào đó thì chắc chắn là cái điều đầu tiên là phải đặt niềm tin vào cái sản phẩm đó. Và đó cũng chính là cái mấu chốt để em có thể chọn được một cái sản phẩm mà em cảm thấy là phù hợp với mình. Và mình cảm chắc rằng là mình ra cái sản phẩm này đánh là sẽ thắng. Em khác với Eric một chút xíu rằng là trong một năm đó, khi mà Đức Phúc ra bất một sản phẩm âm nhạc nào, dù là dance hay dù là pop hay dù là ballad, thì mỗi lần ra nó đều phải là những sản phẩm chất lượng nhất và mình phải có cái niềm tin là nó sẽ thắng. Một câu tác của mặt Eric. Vừa rồi người ta mới vừa nói là khác em chỉ có một bài hit, nhưng người ta bài nào cũng phải hit. Ngày xuân bứt phá. Không có áp lực, không có được, không có áp lực, sao có được kim cương? Không, không có, sao có được? Nói từ từ, nó bình tĩnh, ý là nói tự nhiên thôi. Sao có được kim cương nói bình thường đi? Không có áp lực, nói như bình thường đó. Không có áp lực, sao có được kim cương? Sao có, xong sao cô? Sao có mà nghĩ là sao cô? Lại. Sao có được kim cương bình thường? Không có áp lực, sao có được kim cương? Đấy, để lại. Không có áp lực, sao có được kim cương? Sao có? Em không thấy nó nói là cô. Cô. Nó từ từ. Sao có mà? Nhưng mày nói là cô. Sao có được kim đó. Cương? Không có áp lực, sao có được kim cương? Không có bản lĩnh phi thường, sao có được sao thấy được đúng không? Không có bản lĩnh phi thường, sao thấy được kỳ tích? Cảm xúc của em hả? Thực ra là em nghĩ là được kết hợp với người mới. Thực ra là Eric nghĩ rằng là cái việc là năm ngoái mình đã kết hợp với cả Hiền Hồ rồi, thì năm nay thì Eric nghĩ là chắc chắn là chương trình sẽ mong muốn là đem đến những cái tiết mục mới mẻ để gửi tới tất cả quý vị khán giả, cho nên là sẽ dành cái sự kết hợp đó cho một người khác. Thì Eric cảm thấy rằng là vui bởi vì lần này thì Eric đã được kết hợp cùng với cả một người anh rất là thân thiết với mình, đó là anh Đức Phúc, và cùng cả một người anh nữa đó là anh Trấn Thành. Thì đây là một cái tiết mục mà Eric nghĩ rằng là chắc chắn rằng là cả Eric, cả Đức Phúc và anh Trấn Thành đều đang rất mong chờ để có thể được gửi tới tất cả quý vị khán giả cái tiết mục này. Thực ra là khi mà nghe kịch bản của chương trình Sóng Xuân năm nay với cái tiết mục của Đức Phúc, anh Trấn Thành và Eric cùng kết hợp với nhau, thì Phúc cảm thấy thực sự rất là hào hứng và rất là thú vị với cái tiết mục lần này. Phải thú thực là năm ngoái khi mà xem cái tiết mục của Eric, anh Thành và Hiền Hồ kết hợp với nhau thì Phúc cũng thấy rất là thích và cũng rất là mong muốn là có một lần nào đó kết hợp với tất cả mọi người trong chương trình Sóng Xuân. Thì đến năm nay là mọi cái điều đó đã thành hiện thực và rất là chờ đợi cái tiết mục này, và Phúc, anh Thành và Eric đã cùng nhau để tập một cái liên khúc. Đang rất là hy vọng và đang chờ đợi để lên sân khấu để trình diễn cái đó. Eric đang có rất là nhiều những cái dự án và dự định ở trong đầu muốn ấp ủ để làm cho năm nay. Chỉ hy vọng rằng là năm nay mình sẽ có... Thực sự là Eric chỉ mong rằng là mình sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể làm được tất cả những cái dự án đó để gửi tới tất cả quý vị khán giả. Thì phát sóng đầu tiên là Eric đã gửi tới mọi người một bài hát là bài Anh Luôn Là Lý Do, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện rồi. Thì hy vọng rằng là những sản phẩm âm nhạc tiếp theo thì khán giả vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, và Eric tin chắc rằng nó sẽ trở thành một xu thế và xu hướng trong năm 2021. Và năm nay Phúc sẽ bứt phá. Đùa thôi. Thực ra rằng là với năm 2021 này thì cũng giống như Eric, Phúc và ekip của mình cũng có rất là nhiều những dự định để làm trong năm nay. Tại vì năm 2020 vừa rồi cũng là một cái năm quá là khó khăn với tất cả mọi người rồi. Thì Phúc hy vọng là năm 2021 này
mọi thứ sẽ thật là bình yên, thật là suôn sẻ để chúc cho tất cả anh chị em nghệ sĩ có thể suôn sẻ làm được tất cả những cái dự án của mình. Thì đối với năm 2021 này thì Phúc cũng sẽ cố gắng để làm một cái điều gì đó, kỷ niệm gì đó hoặc là đặc biệt gì đó cho năm nay, và sẽ hy vọng là quý vị khán giả sẽ đón nhận và chờ đợi ủng hộ những cái sản phẩm mà Phúc sẽ cho ra mắt cho năm 2021 này, và cũng như là ủng hộ cho cả Eric nữa. Độc quyền trên Vion thưởng như cuốn, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, 3, 4 hàng tuần. Đón xem Sóng 21 đêm giao thừa trên Vi Channel, Vi Giải trí, Vi Dramas và siêu ứng dụng giải trí trực tuyến Vion.